Rồi còn cái điểm nữa là nghèo á, là cái nguyên nhân là cái thuế như vậy. Cái thứ hai nữa là cái lao động của chúng ta có cái tư duy là như vậy thì nó rất là gặp rất là nhiều khó khăn. Và cái nữa là chúng ta phải đầu tư về cơ sở hạ vật chất, hạ tầng đường xá, nhà cửa đấy. Thì ở đây là cái vấn đề này nó cũng rất là rộng. Thì khi anh kêu gọi người ta vào xây dựng một cái công ty, kêu gọi người ta vào đó để đầu tư là sản xuất, thì anh phải đảm bảo cho người ta cái điều kiện về cơ sở vật chất, như nhà xưởng, rồi đường xá đi lại thông thương, bến cảng đấy. Chứ còn nếu mà ở một cái đường đất đỏ rồi mùa mùa khô thì bụi, mà mùa mưa thì sình lầy, thì chả công ty nào nó vào đó nó mở. Vào đó công nhân làm không nhưng nó chưa chắc nó còn là mở nữa. Cho nên khi làm những muốn đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng đó, đường xá đi lại thông thương, các cái bến cảng đó, thì chúng ta lại phải có tiền đầu tư. Mà tiền cái gì thì đụng cái gì cũng tiền. Vậy thì chúng ta làm sao? Thì chúng ta phải đi mượn hoặc là kêu gọi những cái nhà đầu tư nước ngoài. Sau khi họ đầu tư xây dựng cái con đường, cái cơ sở vật chất, hạ tầng đó, thì họ thu thu tiền đó, thì sinh ra các cái trạm BOT là chính vì là như vậy đấy. Và cái việc đó là chúng ta phải, đất nước chúng ta phải chịu thiệt thòi, và kể cả nhân dân cũng vậy vậy. Mà cái thiệt đối với nhà nước nó còn lớn hơn gấp nhiều lần. Nhà nước lúc nào cũng phải chịu thiệt cái lớn đấy. Nếu mà họ làm bằng mọi giá chỉ cho cái nhà nước thôi, về cái bộ mặt của nhà nước không quan tâm tới người dân ấy, thì không cần. Nó thiệt luôn là không có cần như vậy. Nhưng mà ở đây ấy, nhà nước thất thu hết biết bao nhiêu, tất cả đều muốn tạo cái công ăn việc làm cho người dân để đời sống người dân được nâng lên. Ở cái điểm này không, mà mấy cái thằng vật vờ dân chủ cuội á, là nó cứ cứ nhấn vào, nó không có biết cái bản thân mình, không có biết được cái sự hy sinh của người khác, không biết được những ở cái tầm mà gọi là người ta suy nghĩ là để phát triển kinh tế là vì cái gì đó. Và đừng bao giờ mà ảo tưởng rằng ôm cái chân của Mỹ đế thì nó sẽ giúp cho chúng ta giàu đấy. Ở đây nói về cái mặt quân sự trước, thì khi mà thế giới mà có cái chuyện gì xảy ra thì chúng ta trở thành một cái chiến trường trên danh nghĩa đấy. Một cái chiến trường trên danh nghĩa. Tôi nói ví dụ thôi nha, là có chiến tranh thế giới thứ ba nó nổ ra, thì Trung Quốc mà muốn đánh Mỹ thì phải làm sao? Thì trước hết nó phải qua một bên Hàn Quốc, một bên là Nhật Bản, rồi kế bên sát nách thì có ông kệ Đài Loan đấy, mà chưa kể ở các mấy nước ở Đông Nam Á nữa đấy. Thì khi mà thằng Trung Quốc nó có động thái, nó gây hấn với Mỹ chẳng hạn, thì Nhật Hàn sẽ biến thành cái chiến trường. Đó là về mặt quân sự. Còn cái điểm nữa về mặt kinh tế, chơi với Mỹ á, thì tất cả đừng bao giờ mà ảo tưởng rằng nó làm cho chúng ta giàu có. Mà thực tế á, kiếm được 10 đồng thì Mỹ nó lấy hết 8 đồng, mà chúng ta chỉ có 2 đồng thôi. Đó là cái thực tế như vậy. Còn cái tạo cái ảo tưởng này á, là sự thật là phải cũng phải công nhận là có, chứ không phải là không có, mà là phải có cái giá để phải trả. Ở đây ví dụ như thằng Đài Loan, thằng Hàn Quốc, thằng Nhật Bản, đó là những cái vệ tinh của Mỹ. Thì Mỹ muốn thu hút, muốn lôi kéo các cái nước khác thì phải làm gì? Thì phải chứng tỏ cho thế giới, chứng tỏ cho những cái nước đang nghèo thấy được rằng đây, đàn em của tôi đây rất là ngon, thằng nào cũng giàu có, thằng nào cũng sung sướng, thì mới dễ dàng lừa bịp. Đấy, chính vì ở cái chỗ này thì một cái đám dân chủ cuội ở Việt Nam là lúc nào cũng Mỹ đế, là tôn thờ Mỹ đế nè đó, rồi cái đám ba sọc nó cũng ảo tưởng như vậy. Nhưng mà riêng ba sọc á, thì nó quá cay cú rồi, từng phải thốt lên rằng là người Mỹ là bỏ rơi chúng ta này kia. Nhưng mà giờ đâu có dám thù Mỹ, đâu có dám chửi Mỹ.
chửi nó thì ở đâu, đâu có giờ anh nhờ ở đâu. Sống ở bên Mỹ, đi qua chạy theo Mỹ tới 47 năm rồi, hơn 2 triệu người ở bên Mỹ, mà người Mỹ người ta đâu có chịu cái công nhận là dân tộc thiểu số của nước Mỹ đâu. Không, nói thẳng giờ trước giờ anh em vẫn gọi là người Việt, người Mỹ gốc Việt, nhưng mà nếu mà gọi vậy là sai luôn. Người ở Mỹ gốc Việt mới đúng luôn. Chứ những cái người đó đi qua bên kia 40 mấy năm tới nay, người chính phủ Mỹ đâu có công nhận là một dân tộc ở trong cái dân tộc Mỹ đâu. Đó, cho nên chính phủ chúng ta đợt vừa rồi đây là Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị là bên chính phủ Mỹ là công nhận cái cộng đồng người Việt ở bên đó là một cái dân tộc thiểu số của dân tộc Mỹ. Đó. Thì ở Liên Xô thì ít hơn, nhưng mà ở Nga là thì người Việt chúng ta ít hơn nhiều, nhưng mà họ được công nhận là dân tộc thiểu số của nước Nga. Còn ở đây Mỹ thì hơn 2 triệu người là rất là nhiều, mà không có được công nhận là dân tộc thiểu số luôn. Thì khi một quốc gia công nhận một cái tộc người là dân tộc của họ thì cái vị trí là hoàn toàn khác. Gì á cư sĩ? Ngu ngốc vậy, đúng rồi, nói vậy là đúng rồi chứ ngu gì. Cái gì nó cũng phải có cái nguồn gốc của nó hết, không? Còn lại mà muốn làm giàu không có tự nhiên mà làm giàu bằng niềm tin đâu có phải được. Tất cả là anh đều phải có, thời buổi này là phải có tiền, mà có tiền thì đối với nhà nước thì chỉ có truy thu thuế thôi, mà thu thuế thì thuế Việt Nam rất là thấp. Thuế thấp là tại vì sao? Là tại vì tạo điều kiện cho nhân dân là có điều kiện làm ăn phát triển kinh tế. Chứ còn nếu mà truy thu á thì ăn rồi chỉ có đóng thuế cho nhà nước không, làm sao mà làm giàu được. Mà dân không giàu thì nước không mạnh. Nên là như vậy. Còn lại thằng tư bản á, nó không có quan tâm. Nó chỉ có những cái tập đoàn của nó giàu là được rồi. Còn lại những cái chuyện khác người dân nó vẽ cho một cái khoản nợ đó thì là nó tạo ra cái ảo giác có thể là xài tiền bất cứ lúc nào, nhưng mà thực tế đó là nó cho anh mượn bất cứ lúc nào, nhưng mà khi nào anh phải nai lưng ra mà làm mà trả nợ, cuộc đời chỉ như vậy thôi, đúng không? Mà cái lạm phát và cái khó khăn kinh tế của Mỹ đó, giờ thấy cảnh ra nhìn thực tế bên Mỹ đi, thì so với cuộc sống ở Việt Nam bây giờ như thế nào, mặc dù khó khăn trong cái thời điểm khó khăn này nhưng mà cũng còn rất là dễ thở, cũng dễ dàng hơn nhiều. Còn lại nếu mà muốn những cái kẻ mà đang hai bàn tay trắng mà cứ đòi làm giàu, hỏi tại sao lại không giàu thì cái đó là giàu bằng cái niềm tin. Cái đó là nó hoàn toàn phi lý, nó không có bất cứ một cái cơ sở nào hết. Đấy. Còn nói thêm những cái thành phần mà gọi là học đại học xong á, rồi không có công ăn việc làm á, thì á cái thằng hay lên diễn đàn của thằng Đen Nhồ là nó bảo nó học đại học xong nó không có việc làm rồi thất nghiệp, cái nó đổ thừa tại chế độ. Thì cũng xin thưa rằng á, làm người thì phải biết mình là ai, ở vị trí nào ha, trình độ tới đâu, có năng lực như thế nào mới được. Còn lại tất cả mọi con người ở trong cái xã hội á, thì đều từ cái bậc thang thấp nhất để bước lên, chứ không phải là tự nhiên anh học ra cái B lên anh ngồi trên đầu người ta, là không phải. Đấy, ở cái chỗ học có bằng cấp, đó là cái lý luận của anh, cái lý luận của anh được, cái lý luận được trang bị cho anh khi bước ra xã hội, khi bước vào cái môi trường thực tế ha. Đó chỉ là lý luận thôi, còn lại cái việc anh lao vào anh làm, anh là một người kỹ sư thì anh khi cái máy nó hư anh nghe tiếng thì anh phân biệt được nó là hư cái gì chẳng hạn. Đó thì đó mới là cái thực tiễn, và cái lý luận với cái thực tiễn phải kết hợp nhuần nhuyễn với nhau để mới hoàn thiện được bản thân anh, thì khi đó đồng lương của anh mới được trả xứng đáng, nghe không? Chứ còn không có thể nào mà học đại học ra và một người công nhân đó họ làm 10 năm rồi, còn anh học đại học ra mới xin vô thử việc anh đòi lương cao hơn người công nhân làm 10 năm là tầm bậy tầm bạ.
Nếu mà anh cứ nghĩ rằng tao học đại học bao nhiêu năm, người kia họ làm như vậy mà lương như vậy thì tao không làm, thì không làm thì thất nghiệp thôi. Đó là cái vấn đề tư duy, là cái vấn đề thứ nhất. Còn cái vấn đề thứ hai nữa là cái chỗ trình độ năng lực thực sự của bản thân. Mặc dù tôi có cái bằng đại học nhưng mà cũng làng nhàng, rồi học hành thì nợ môn, nợ học kỳ búa xua cà chua ăn, rồi thi chày chặt, rồi người ta tốt nghiệp rồi mà tôi năm sau nữa tôi mới tốt nghiệp á, thì nó cũng không ra gì. Cái thứ nhất là khi nhìn vào cái bằng không là người ta đã đánh giá là không 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 ok mấy rồi. Cái thứ hai nữa, khi vào thử việc không á, anh không có thể hiện được bất cứ một cái trình độ năng lực nào, đương nhiên người ta không sử dụng. Và riêng ở đây có một cái điểm này nữa, thì ở cái đất nước chúng ta, những cái người học xong á, mà gọi là thất nghiệp không có việc làm á, thì đừng có bao giờ ảo tưởng là nếu mà một cái chế độ mà đa đảng hoặc là một cái xã hội tư bản á, thì tôi sẽ có điều kiện. Ở tư bản thì chết lâu rồi, tôi nói thiệt. Riêng ở cái đất nước tư bản là anh có trình độ năng lực anh nó mới xài, còn lại những cái thành phần ất ơ là không có cửa nào đâu. Nhưng mà ở chúng ta là còn phù hợp, ví dụ cho dù anh có yếu kém đi chừng chăng nữa thì họ vẫn tạo điều kiện, vẫn anh vẫn có điều kiện công ăn việc làm và vẫn có cuộc sống là đàng hoàng tử tế, chứ không phải là như Mỹ đâu. Đấy. Và cái lợi hại ở chỗ nữa là cái thằng tư bản nữa, một đó nó lựa anh có cái trình độ năng lực, cái thứ hai nữa nó lựa rất là ít, vậy thì số còn lại làm gì? Nếu mà cũng nghĩ là tại sao thằng đó cũng học cùng trường với tao mà ra có việc làm và lương cao như vậy, sao tao không có, vậy thì ăn rồi thì ra đường mà ở thôi, nếu mà có tư duy như vậy. Nên là những cái thành phần mà đừng có bao giờ mà vỗ ngực người ta là bằng này bằng kia hay làm cái gì hết á, cái đầu tiên phải xác định mình là như thế nào cái đã, và phải biết là gọi là siêng nhặt chặt bị, phải từ thử việc cho tới mới mới làm chính thức, khi ký hợp đồng làm chính thức. Và cái trong cái quá trình thử việc đó, trong cái quá trình làm đó, thì phải thể hiện được cái trình độ năng lực nó phù hợp với cái bằng cấp của mình. Còn lại trong quá trình làm mình không thể hiện được bất cứ một cái vấn đề gì, không có thể hiện được cái trình độ năng lực ở đâu thì còn thua mấy cái người công nhân làm lâu năm á, thì người ta sử dụng mình làm gì, trả lương cao cho mình làm gì đó. Cho nên nếu mà những cái người có trình độ năng lực thì vắt họ bất cứ chỗ nào thì họ vẫn sống, họ vẫn là được người ta tôn trọng, được người ta là cầu cạnh đó, là chính như vậy. Chứ còn lại mà kêu mà học đại học xong không có việc làm đi đổ thừa chế độ nữa thì thôi, ở cái xã hội Việt Nam này là dễ kiếm việc làm nhất đó. Còn lại như ở các cái nước tư bản đó, là thất nghiệp tự tử thì đông như quân nguyên kìa, như Nhật Bản kìa. Rồi Nhật Bản này còn còn có cả cái trường hợp mà gọi là đi làm mà kiệt sức mà chết luôn đó. Thì thử hỏi là cái cuộc sống nó dễ thở như thế nào khi chúng ta ở Việt Nam, và cái cuộc sống nó khắc nghiệt như thế nào ở cái thế giới tư bản. Chẳng qua nói á, thì nghe toàn là nghe người ta nói thì nói cái hay, nói cái đẹp không, mà không có nói cái xấu. Thì từ đó tạo ra cái ảo tưởng là bản thân mình qua tư bản có thể làm ông này ông kia, hoặc là sẽ làm giàu thế này làm giàu thế kia, giàu bằng niềm tin tào lao. Một cái xã hội mà cá lớn nuốt cá bé thì là lại tưởng là ngon ăn. Một cái xã hội đó tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất cho cái việc phát triển con người, cũng như là tạo ra những cái công ăn việc làm, thì lại bày đặt là chê bai, thất nghiệp thế này thất nghiệp thế nọ. Đấy. Và cái việc mà những người bằng cấp thất nghiệp không phải không có, nhưng mà do họ có cái suy nghĩ rằng cái đồng lương phải phù hợp ngay và luôn với cái trình độ của mình. Và họ quên đi rằng á, những người người ta không có bằng cấp gì về đại cao đẳng đại học hay trung cấp, người ta chỉ học hết 12 thôi, nhưng mà người ta làm mười mấy 20 năm ở công ty thì cái đồng lương của người ta cũng rất là khá và đảm bảo được cái cuộc sống của người ta. Và nếu mà làm ăn chí thú làm ăn tích góp á, thì có thể mua đất mua nhà là vô tư. Đấy.
Nhưng mà cứ đòi một bước lên trời thì không bao giờ có cái chuyện đó rồi, không có cái xã hội nào nó như vậy. Ai cũng lên trời hết, người nào ở dưới đất, đúng không? Nên là phải xác nhận cho nó rõ ràng, không có thể nào mà cứ đòi một bước lên trời được. Như còn như như anh Thể thì cứ mở miệng ra là chửi người khác ngu đó, mà trong khi cái vấn đề của mình không hiểu cái gì hết, không hiểu cái gì hết mà cứ cứ đi so sánh, thì có khi hỏi mà làm cái gì, làm như thế nào là không có biết, chỉ nói chung chung khơi khơi rồi nói như đúng rồi, còn tay thi vạch vờ nữa, rồi viện du tối ngày ngày nào cũng lên diễn đàn đen nhồ ngồi làm nền nó cho người ta dự diễn đàn cho ta gì đó, là cái thành phần mà toàn siêng ăn lười làm muốn lừa tiền của Việt kiều không đấy. Thì là đi làm thì không làm công ty của Việt Nam á, khu công nghiệp, khu chế xuất, rồi các cái doanh nghiệp đầy từ Nam chí Bắc. Là cái điểm nữa là đất nước chúng ta là cái phát triển kinh tế nó không có đồng đều, là do cái khu vực miền Trung á, một năm mà hứng trên dưới 10 cơn bão thì cái đó, cái thời tiết đó, điều kiện như vậy á, thì không có thể nào mà khác đi được. Bão đó là cái tự nhiên nó bị như vậy rồi, thì nếu mà có công ty doanh nghiệp sản xuất á, thì nó sẽ gặp rất nhiều cái hạn chế trong cái thời gian từ tháng 9, tháng 10, tháng 11. Bắt đầu từ tháng 8 là bắt đầu mưa bão rồi. Rồi khoảng tới cuối tháng 11 thì mấy tháng trời như vậy nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái quá trình kinh doanh sản xuất của các cái doanh nghiệp. Cho nên là mở các cái khu công nghiệp, các cái khu chế xuất thì chào anh Bình Dương. Mở các khu chế xuất là nó gặp rất là nhiều cái hạn chế. Cái thứ hai nữa, cái khu vực mà đồng bằng sông Cửu Long, thì đồng bằng sông Cửu Long á, cái địa chất không có đảm bảo, không có như là vùng Đông Nam Bộ cũng như là vùng miền Bắc đấy. Miền Trung á, cái địa chất đảm bảo có thể xây dựng cơ sở hạ tầng ok, nhưng mà bão lụt quá nhiều thì nó ảnh hưởng sản xuất. Còn cái miền Tây á, thì không có bão lụt nhưng mà cái địa chất á, toàn là địa hình toàn là kênh rạch với sông ngòi không à, thì cái việc đó nó không có đảm bảo cho lưu thông hàng hóa đấy. Và phần nhiều những cái doanh nghiệp chúng ta kêu gọi vào đầu tư vào Việt Nam á, thì thường là họ xuất khẩu không à, chứ không có sản xuất là bán ra thị trường ở Việt Nam. Mà phần nhiều chúng ta là những cái công ty mà ở nước ngoài là họ chỉ xuất khẩu, thì hàng xuất khẩu thì dựa vào gì, dựa vào những cái bến cảng. Riêng mà hàng sản xuất ở Việt Nam á, đi máy bay rất là ít, không biết có không, nhưng mà có thể là nếu mà có thì cũng rất là ít, chủ yếu là đi đường tàu biển. Thì đi đường tàu thì bà dựa vào gì, dựa vào cảng đó. Mà khu vực cảng của chúng ta thì có một một số nơi thôi, ví dụ như ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, rồi cảng Cát Lái này kia đó. Rồi còn khu vực miền Tây ấy, chúng ta cảng không có ổn và cái việc lưu thông không có thuận lợi như vậy. Mặc dù cái khu vực ở những cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long á, cái nguồn lao động rất là dồi dào đó. Giá nhân công á, là cũng tương đối rẻ so với các khu vực khác, nhưng mà những cái điều kiện khác á, thì phát triển không được. Ví dụ như kênh rạch sông ngòi quá nhiều, không có nhiều đất là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, xây dựng cơ sở hạ tầng á, là cực kỳ tốn kém. Dù xây một cái căn nhà bình thường, ví dụ ở khu vực miền Đông á, là 100 triệu đi là ổn rồi, nhưng mà ở dưới miền Tây này 150 tới 200 triệu nó cũng giá trị cũng tương đương với cái nhà ở miền Đông như này, nó đội lên và làm cái đường cực kỳ khó khăn, sụt lún kênh rạch sông ngòi không, nó sụt lún nên làm cái đường để mà đảm bảo cho xe container chạy là một cái công mấy chục tấn á, thì bà cái nguồn vốn nó tốn quá nhiều. Đấy. Cho nên làm bất cứ một cái gì đó thì cũng phải nhìn vào cái điều kiện thực tế, không thể nào mà đi so sánh. Nếu mà càng so sánh thì càng thiếu hiểu biết đó. Và
chúng ta không phải là làm với bất cứ một cái giá nào. Anh bỏ vô 10 đồng trong vòng 10 năm á, thì anh phải thu lại vốn. Còn ví dụ anh bỏ vô 10 đồng mà 50 năm, 100 năm sau không thu lại vốn á, thì anh không thể làm như vậy được. Nó hỏi là như thế này, như thế kia gì, hỏi nó một hồi nó là hồi nó tự nó chửi nó luôn thôi chứ đâu có vấn đề gì đâu. Nó cứ chê bai là không thế này, không thế khác, không phải có xây dựng một xã hội có đạo đức văn minh hoặc là phải có trình độ hiểu biết. Rồi hỏi nó một chập nữa, hồi nó không biết cái gì. Nó thấy chưa, riêng cái bản thân của anh á, anh còn chưa biết cái gì, chưa hiểu cái gì, không làm được cái gì, mà cuối cùng anh cứ đi đòi người khác làm được là sao? Làm gì có cái xã hội nào kỳ cục vậy? Bản thân mình làm không được, bản thân mình không có hiểu, mà cứ bắt người khác phải hiểu, phải làm được là nào? Quyền đâu ra vậy? Thì tự nhiên mình khổ thì mình lại đổ thừa người khác. Ồ, tào lao kê, thấy không? Thì cái thằng Thi đó gặp anh chửi nó thôi. Thằng đó còn cứ đi giải thích chứ nó làm gì, ngồi đêm nào mà ngồi đi mà giải thích đó. Nó lên đó chứ nó kiếm tiền xài cái gì. Lão Viện Du nữa, lên bật vờ, lên ngồi dự diễn đàn đêm nào. Đầu giờ vô rồi 2-3 giờ sáng thấy vẫn còn lên, Viện Du á. Rồi thằng Thi nữa. Nhưng Tùng Lê rồi cũng vậy, nói vật vờ, nó tuyên bố, nó hôm bữa nó tuyên bố là nó nói cái gì nó cũng nói sự thật ấy. Nó nói Lão Kình là thế này thế kia. Thế hỏi nó có coi cái clip Lão Kình kêu tuyên bố mua vũ khí và giết tất cả những cái người nào mà dám xông vào không? Nó kêu không. Rồi nó không có coi clip mà nó kêu nó nói sự thật. Vậy thì nó nói sự thật gì? Thì những cái thành phần đó chửi thẳng vào mặt nó thôi chứ ngồi nói tôi giờ tôi chán chứ mấy đó là biến lên luôn, lên chỉ có chửi không mà chửi thì cũng không có tác dụng gì mấy. Cơ bản là cái đám ngu đó nó cố tình nó cứ vậy thôi, ngồi bơm là ầu ơ cho mấy cái tay mà hải ngoại á, là chửi bới xỉa xói.